Hello anh em nhé, hôm nay sẽ là một cái video nó hơi đặc biệt một chút. Mình đang quay hai cái máy cân bằng laser giá khá là mềm mà bên mình đang bán. Máy bên tay trái của mình đây nhá, thì giá là 950.000 và máy bên tay phải thì sẽ là 1.150.000. Hai máy này đều là 5 tia và 5 tia xanh luôn. Đó. Thì hôm nay mình làm một cái video mình sẽ test thử hai cái máy này để anh em biết là tại sao hai máy cùng 5 tia như nhau nhưng mà lại chênh nhau 200.000 một máy nha. Thì ngoài những cái vấn đề mà phụ kiện ra nhá, tại bây giờ mình đang tắt để cho anh em nhìn rõ tia thôi, tí nữa mình sẽ bật đèn sáng nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua về phụ kiện nhé. Cái con 950.000 ấy thì nó sẽ đi kèm một hộp nhựa thôi nhá, hộp nhựa thôi, trong thì có chống sốc. Còn con 1.150.000 này thì sẽ đi kèm hộp nhôm trong chống sốc. Nói chung là cái độ hoàn thiện cái hộp thôi nhé, mình đang chỉ nói riêng về cái hộp thì con 1.150.000 sẽ ok hơn so với con 950.000 nhá. Đấy, còn pin sạc thì các thứ hai con đều như nhau hết, đều đi theo pin 4.800 mAh có sạc và cái dock luôn, cái dock để mà anh em có thể sử dụng với pin tiểu nhá. Đây cái sạc của nó, đây con nào cũng như nhau hết. Thôi mình sẽ vào luôn cái vấn đề chính nhá, là máy nhá. Thì như anh em thấy này, đây mình quay hẳn tia luôn, không biết là qua điện thoại thì anh em nhìn nó có rõ không. Ở bên đây bên bên tay phải mình nhá, đây tay phải này, đây tay trái, thì con tay phải là con 1.150.000, anh em thấy tia này đó, tia của nó sáng hơn đúng không. Đây là mình quay qua điện thoại thì mình nghĩ rằng là anh em sẽ nhìn nó không thực tế như mình nhìn ở ngoài. Cái con 1.150.000 thì tia nó sẽ sáng hơn so với con đây là con 950.000 này. Đấy. Đó. Thì hai con này thì khi mà mình test này mình thấy là nó chỉ khác nhau về cái độ sáng của tia thôi. Đó. Còn về rộng tia là như nhau hết. Ha. Đây mình sẽ quay sang bên này nhưng mà nó quay nó xa một tí cho anh em nhìn. Đấy. Tia khi mà anh em nhìn xa này. Đó. Ở đây là mình đang quay trong phòng này, nó có cái tường gạch nên nó bị phản chiếu lên lên trên trần này, rất là nhằng nhịt anh em thấy không? Chứ không phải là nó có nhiều tia như thế đâu nhé. Nên nó bị phản chiếu đây, những cái này này. Đây, anh em nhìn thấy không? Đó, nó bị phản chiếu. Bởi vì phòng này của mình là ốp hết tường gạch luôn. Đấy, để lau dọn cho sạch. Đây. Đấy, nhìn này thì chắc là anh em biết đúng không? Con sáng hơn này, đấy, tia sáng hơn là 1.150.000 và tia tối hơn là 950.000. Bây giờ mình sẽ bật điện lên nhé để anh em nhìn khi mà ở cái môi trường ánh sáng mà nó lớn ấy thì cái tia nó có rõ hay không. Đây mình bật điện lên rồi thì cái đèn này của mình cũng nó khá là sáng, thì đây là cái phòng mình làm việc mà. Đó. Anh em thấy mặc dù ở cái cường độ ánh sáng cao nhưng mà tia nó vẫn rất là sáng đúng không? Đó, đây anh em nhìn rõ chưa, 1.150.000, 950.000 đấy, rất là đơn giản. Đây anh em thấy này, mình quay này cho dễ nhìn ha. Cái này là mình khóa tia vào rồi nhá, mình khóa để nó không kêu nhá. Đấy. Chứ nếu không mình chỉ cần nghiêng một phát là nó kêu inh inh ỏi lên luôn. Khóa này thì thường anh em làm cầu thang này hay hay ứng dụng này. Đấy. Mình khóa lại để mình cầm và nó không kêu. Đây, dọi. Dọi dưới này, đấy anh em thấy chưa? Đó. Đây, con 950.000 đây. Tất cả là đều của Acura hết. Pin sạc hết nha. Đấy. Nếu mà mình không khóa vào từ nãy giờ nó kêu inh tai luôn. Chỉ cần nó nghiêng một tí thôi là nó sẽ kêu. Đây, tiện mình sẽ quay luôn cho anh em xem hộp của con 1.150.000 này. Đấy, bên trong thì anh em sẽ cũng có chống sốc rồi đựng máy các thứ. Còn hộp của con 950.000 đây. Hộp của nó chỉ là hộp nhựa thôi. Cũng chống sốc. Đấy. Phụ kiện thì mình đã bỏ ra ngoài rồi, sạc này,
cái đốc này để anh em cho pin pin tiểu vào để xài này. Đấy. Cái kính. Rồi, nếu anh em cần tư vấn hay là hỏi hàng, hỏi giá hay bất cứ một cái gì thì có thể liên hệ với mình qua số là 0847 886 000. Đấy, số đấy mình cũng có dùng cả Zalo ấy. Nếu mà anh em ngại gọi thì có thể kết bạn qua Zalo và mình sẽ tư vấn báo giá cho anh em. Thì đây là hôm nay mình trên tay nhanh hai cái dòng máy này, cũng giá rất là bình dân thôi nhá. Đấy, nhưng mà chất lượng là tốt. Còn nếu mà anh em có nhu cầu dùng những cái dòng mà chất lượng cao của Boss hay là Makita ấy, đấy thì mình cũng đều có nha. Và tất nhiên những dòng đấy thì giá nó có sẽ cao hơn hẳn so với bọn này luôn. Của Makita, của Boss, nếu mà anh em dùng những dòng tia xanh như này nhé, chỉ hai tia thôi nhé, một tia dọc và một tia ngang này thôi nhé, nó cũng phải gần 3 triệu một máy rồi. Đấy. Thôi, tất nhiên là hai hãng nó khác nhau thì mình không không thể so sánh được. Đấy. Rồi, cảm ơn anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.